Và bây giờ thì màu giám khảo sẽ đọc một cái số màu xanh mà mọi người lựa chọn. Là 5 người giám khảo nam của chúng ta, mọi người sẽ chọn một người. Thì nó có nghĩa là những người còn lại có khi đọc số màu xanh thì các bạn sẽ ra người trên các chương trình này. Điềm tĩnh. Em vô kìa bé. Đeo kính đi. Anh nắm tay lên luôn đi anh. Nắm tay lên. Nắm tay mặt lên nhé. Dạ. Nắm tay lên luôn. Xứng đáng. Được rồi. You